02 11 11 2019 tình yêu đến từ tình bạn đại muội trương hạ chí mưu cầu tư cách trở về thành phố là nữ phụ trà xanh tri thanh kim ác độc trong văn học nông thôn niên đại nào đó em gái thứ hai trương bạch lộ len lén chuẩn bị thi đại học là một nữ chính bi thảm bị cố ý ông nhầm nhân sinh trong một quyển văn niên đại khác tiểu mùi thiếu nữ phản nghịch trương tiểu tuyết là nam chính chu sa nốt ruồi trong hậu cung của một tác giả đáng chết nào đó một trong những hậu cung của nam chính tương lai xuyên thành cả nhà lão đại trương thanh minh tại làm rõ đây là cái dung hợp ba bản niên đại trọng sinh văn 1984 năm sau cảm thấy áp lực có chút lớn cái khác không nói làm sủng mùi quái hắn ngoài trừ đối phó những kia cực phẩm thân thích không nói còn có ba cái nam chủ cùng hai cái nữ chủ thu thập tâm mệt mỏi chương một ba quyển sách dung hợp niên đại bạn đang nghe tại truyện chấm audio mùa xuân đã đi được một nửa trong gió phía nam Trường Giang đã không còn hàng ý. Tòa nhà 16 tòa nhà công nhân viên chức khu 5 nhà máy dệt nhuộm, ba đơn vị 102. Đây là một gian ký túc xá công nhân viên chức cũ kỹ, có một phòng ngủ một phòng khách. Bởi vì là lầu một, cho nên ban công tương đối rộng rãi. Gia đình này xây một căn phòng nhỏ bằng gạch đỏ trên ban công và một nhà bếp nhỏ bán khép kín. Căn phòng nhỏ xây từ ban công chỉ có thể đặt một chiếc giường đơn trên giường đơn, một thanh niên hơn 20 tuổi đang nhìn chầm chầm trần nhà ngẩn người. Trên tường cạnh giường, chữ đen trên tờ lịch xé thành màu xanh lá cây. Thứ ba, ngày 6 tháng 3 năm 1984. Xuyên đến bộ này tuổi trẻ trên thân thể đã qua 5 ngày, nếu không là thân thể này cha mẹ cùng chính mình cha mẹ tướng mạo có 8 phần tương tự, phỏng chừng chính mình sẽ không tiếp nhận được nhanh như vậy. Năm nay là năm 1984, Nam thanh niên tên là Trương Thanh Minh, 21 tuổi, tốt nghiệp trung học phổ thông, không nghề nghiệp ở nhà. Khác với kiếp trước chính là niên đại cuộc sống thay đổi, tên của cha mẹ tám phần quen thuộc thay đổi, hơn nữa phía dưới Trương Thanh Minh có thêm ba em gái. Cả đời này cha và mẹ đều là công nhân phân xưởng bình thường của xưởng dệt. Ở đầu năm nay, gia đình hai công nhân viên chức lẽ ra cuộc sống hẳn là trôi qua không tệ, đáng tiếc trong nhà lại có bốn cái miệng không kiếm tiền đang chờ ăn cơm. Trương Thanh Minh sau khi tốt nghiệp không có việc gì làm, đại mùi ở nông thôn theo đuổi tình yêu đích thực, mỗi tháng cần trợ cấp trong nhà, nhị mùi cùng tiểu mùi đều đang học trung học phổ thông, tình huống trong nhà tự nhiên không khá hơn chút nào. Trong trí nhớ dung hợp biết được, cha mẹ đều là đại biểu điển hình của trọng nhi khinh nữ, hơn nữa cha thích khoác lác sĩ diện, mẹ làm người keo kiệt thiên vị, ngoài trừ con trai thật lớn của bà, đại mùi là một người cứng đầu, nhị mùi là một người buồn bực chịu khó chịu khó, tiểu mùi là một tiểu ớt. Thích nhất là điều bị gây sự. Bên giường anh có một cái tủ nhỏ, trên tủ là một tờ lịch bị xé ra, trên tờ lịch dùng bút chỉ viết mấy chữ 24 giờ, bán kính 5 mét. Ngoại trừ Trương Thanh Minh, không ai hiểu được hàm nghĩa của mấy con số này. Kỳ thật đây là Trương Thanh Minh sau khi xuyên qua kiểm tra tự mang bàn tay vàng ra số liệu. Bị bắt được hiện thực vật phẩm tại 24 giờ sau đổi mới, chính mình có thể mang theo xung quanh bán kính 5 mét phương viên vật phẩm qua lại xuyên qua. Trương Thanh Minh tư duy khẽ động, một giây sau hắn từ trên giường đơn trống rỗng biến mất, xuất hiện ở một tòa không hề có sức sống, xám xịt trong thành thị. Đây là một thành phố nơi thời gian dừng lại. Trên màn hình điện tử trên đường phố, vẫn hiển thị thời gian tĩnh lặng. 11, 35, 27 ngày 15 tháng 10 năm 2023 Trương Thanh Minh ở trong tòa thành thị không một bóng người này đi tới đi lui hơn 4 ngày, điện lực cùng tài nguyên nước của thành thị tự hộ tương đối sung túc. Giờ phút này hắn đang đứng trên một đống túi vải bố trên đường phố. Những túi gạo này là gạo vụn giá đặc biệt hắn tìm được từ siêu thị thương mại xây thành. Trương Thanh Minh không quản những túi gạo này, xoay người đi vào siêu thị thương mại cỡ lớn phía sau. Trước tiên ở trên quầy một tiệm trà sữa lục loại vài cái, tìm ra một ly trà sữa vị đạo nóng hầm hập. Hắn trước tiên mang theo trà sữa trở lại thế giới hiện thực, sau đó lại mang theo trà sữa trở lại thời gian tỉnh chỉ trong thành thị, có như vậy một quá trình, 24 giờ sau chén trà sữa này sẽ lần nữa tại nguyên lai địa phương soát đi ra. Hắn uống trà sữa đi vào khu nghỉ ngơi đọc sách của Thương Siêu. Anh ấy đã dành phần lớn thời gian của mình ở đây vào ngày hôm trước. Hoàn cảnh quen thuộc có thể làm cho hắn tĩnh tâm suy nghĩ cuộc sống sau này nên sống như thế nào. Lúc tâm phiền ý loạn, cầm ly trà sữa lại tìm các ương nằm ở trên sofa. Có thể làm cho hắn rất nhanh bình tĩnh lại. Này, có quyển sách lần trước hắn nhét cái giá nào lên? Tìm ở khu sách trong chốc lát, Tây Trương Thanh Minh bỗng nhiên dừng lại. Chuyên khu văn học mạng niên đại. Cái giá sách tầm thường này, lúc trước hắn cư nhiên vẫn không có chú ý tới. Lan Nhược Tự Lão Yêu Chi Thập Niên 80 Võng Văn Tam Bộ Khúc Trọng Sinh Bác Tam Chi Mỹ Nhân Hành Cổ Đại Niên Đại Hậu Cung Văn Tôi đi! loại sách này đều có thể xuất bản sao? Trọng sinh 83 chi thật giả thiên kim, trọng sinh nữ chủ tiền thân ngược luyến văn. Không có gì mới mẻ cả. Lịch sử phấn đấu phú hào của Tri Thanh, con gái thứ tám sống lại, ừm, nhãn hiệu là văn làm giàu sống lại. Loại tiêu đề này quả nhiên làm cho người ta không hề kích động muốn xem. Trương Thanh Minh nhìn lướt qua giới thiệu vắng tắt về ba quyển sách. Trọng sinh 83 chi Mỹ nhân hành, nam chính gọi Chu Á Quân, nữ chính tên một đống lớn, lượt qua, trọng sinh bác tam chi thật giả thiên kim, nam chính gọi sở thành, nữ chính gọi vân bạch lộ. Trọng sinh tám ba chi nữ tri thanh phú hào phấn đấu sử, nam chính gọi tiết đông môn, nữ chính gọi thẩm như thanh, ôi, ác độc nữ phụ gọi hàng hà chí. Hà chí. Lại trùng tên với đại mùi mình, ha ha. Kỹ nữ trà xanh tâm cơ sao? Trương Thanh Minh cười biểu môi, thông qua trí nhớ của nguyên chủ, để cho hắn biết trong người một nhà này người có tâm cơ nhất chính là em gái trương hạ chí toàn thân đều là loại lỗ thủng hắn mang theo hứng thú ác độc lật mấy chương thế nhưng một đường nhìn xuống nam chính tiết đông môn từng là công tử huyện trưởng sau khi huyện trưởng bị nhân vật phản diện đánh ngã nam chính bị ép thả xuống làm tri thanh ở tri thanh điểm tiết đông môn gặp được chân mệnh thiên nữ của mình nữ tri thanh thẩm như thanh mà ngay sau khi vận động kết thúc, nữ phụ ác độc hàng hạ chí làm bạn gái cũ của nam chính, biết được tiết gia sắp sửa sửa lại án xử sai, gạt người trong nhà báo danh tham gia nhóm thanh niên xuống nông thôn cuối cùng của cả nước, đi tới địa phương tiết đông môn thả xuống, dựa vào thể xác và tinh thần cùng trà nghệ cùng nữ chính sống lại đấu không phân cao thấp. Trương Thanh Minh nhìn rất buồn cười, đừng nói, hàng hạ chí này thật đúng là rất giống đồng chí Trương Hạ Chí nhà mình. từng phụ huynh của nữ phụ xuất hiện trong truyện hàng công cao, bôi. Công nhân nhà máy dệt. Ông trương nhà tôi tên là gì vậy? Trương Công Cao, công nhân xưởng dệt, thật trùng hợp. Kế tiếp lên sân khấu chính là nữ phụ cây nhiệt nương, Ách, Mã Nhị Tú, đường phố làm quét rác công nhân. Trương Thanh Minh có chút đứng ngồi không yên. Bởi vì nhà mình thiên vị lão nương liền gọi Lý Nhị Tú, đường phố làm công nhân tạm thời. Không đúng. Trương Thanh Minh mạnh mẽ đứng lên, đại mùi mình hình như chính là nhóm cuối cùng xuống nông thôn. Mấy ngày hôm trước hắn nghe được mấy bà lão sát vách lén lút nhai lưỡi, nói Trương Hạ Chí là vì một người đàn ông mới xuống quê, gọi là gì nhỉ? Quý Đông Môn. Hắn vội vàng cầm lấy, trùng sinh tám ba chi thật giả thiên kim, nhìn chầm chầm nữ chủ tên, Vân Bạch Lộ. Tam mùi Trương Bạch Lộ trong nhà, chính là người trong nhà bà ngoại không thương cửu cửu không yêu. Việc nhà đều là của nàng, cha mẹ đối với nàng cũng hơi có vẻ cay nghiệt còn có năm chính chu á quân của trọng sinh bác tam chi mỹ nhân hành tên này cũng có chút quen thuộc a sờ cầm suy nghĩ nửa ngày ánh mắt trương thanh minh sáng lên chu á quân đây không phải là bạn bè bên cạnh em gái trương tiểu tuyết của mình sao hắn vội vàng cầm sách lên lật vài chương vừa vặn nhìn thấy một đoạn chu á quân trọng sinh trở về tìm được nốt ruồi chu sa trong lòng mình thời niên thiếu cố tiểu tuyết ngồi cùng bàn chuẩn bị đem công lược. Hậu, hậu, hậu cung văn. Tiểu tử chu gia, ngươi có phải muốn chết hay không? Chương không hai. Đi làm là không thể nào đi làm. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đọc sách 3 giờ, Trương Thanh Minh bỗng nhiên hít mắt sờ sờ cầm của mình. Đối chiếu tiết điểm thời gian trong sách, hơn nữa trong ấn tượng của mình nhị muội trong khoảng thời gian này biến hóa, hắn phát hiện tiểu bằng hữu Trương Bạch Lộ gần đây rất không thích hợp, học cấp ba nàng mỗi ngày thời gian học tập rõ ràng dài hơn rất nhiều trong đó có một ngày làm đồ ăn mùi vị cũng tốt nhiều lắm còn có hôm trước trong nhà nói chuyện phím trong lúc vô tình cô chen miệng vào một câu bảo mình đi quản châu buôn bán cầu ông bà nội cáo bà nội vào nhà máy không có tiền đồ gì kết quả bị mẹ hung hăng mắng một trận như vậy xem ra nhị mùi hẳn là mang theo nàng không gian nhỏ cùng suối mắt trùng sinh ngẫm lại kết cục kiếp trước của nhị mùi trong sách Trương Thanh Minh nhíu mày có thể kẹp chết mũi. Khó trách mấy ngày nay Trương Bạch Lộ nhìn người trong nhà ánh mắt có chút không đúng, nhất là khi nhắc tới một nhà bác cả. Trong sách nhị mùi đời trước đúng là quá khổ. Đêm trước kỳ thi đại học, vợ chồng bác cả bị cha mẹ ruột đòi về nhà lớn, bán cho con trai lưu manh của giám đốc nhà máy điện. Ai ngờ tên kia ăn uống chơi gái đánh bạc ngủ độc câu toàn, nhị mùi 18 tuổi bị hắn đánh tới sinh non gia đình bại lạc hậu còn bị cặn bã này bán đến cùng sơn cùng cốc. Trương Bạch Lộ ở trong núi sâu chịu đựng 10 năm mới trốn thoát, nhưng thân thể cuối cùng vẫn suy sụp, chỉ sống đến không đến 40 tuổi. Ở phía sau câu chuyện này ẩn giấu cái gọi là chân tướng là Trương Bạch Lộ cùng Trương Nhị Hổ là long phượng thai nhà đại bá, nói là nuôi không nổi mới đưa đến nhị phòng làm tam khuê nữ. Mà chân tướng sâu sắc nhất lại tương đối tàn khốc em gái đồng bào của trương nhị hổ kỳ thật là một người khác đang hưởng thụ cuộc sống hậu đại ở kinh thành bí mật này chỉ có vợ chồng bác cả biết trương thanh minh trong lòng đang chuyển ý niệm dựa theo trong sách giới thiệu sau khi sống lại nhị mùi hiện tại mục tiêu lớn nhất là ở lại nhị phòng cũng thông qua kỳ thi tốt nghiệp trung học năm nay thay đổi quỹ đạo nhân sinh của mình tuy rằng cô ở nhà bị mẹ mình phân biệt đối xử có đôi khi tương đương với nửa bảo mẫu nhưng sau khi trở lại nhà bác cả đó mới thật sự là bắt đầu đau khổ. Nhà đại bá hoàn toàn coi nàng là nô công, hơn nữa vì bảo vệ nữ nhi chân chính của bọn họ ở Kinh Thành, hai vợ chồng đại bá cái gì cũng có thể làm được. Trong mắt Trương Thanh Minh, nhị mùi mình đương nhiên không thể đưa về đại phòng. Vì bảo vệ mình hai cái thân mùi mùi, chính mình nhất định phải cùng một nam một nữ hai cái trùng sinh nhân vật chính chống lại, trong nhà thật vất vả ra cái mang không gian linh tuyền tầng thứ cao trùng sinh nữ chính làm sao có thể còn hướng chủ động đẩy ra bên ngoài. Lại nói sản lượng cây trồng không gian của nhị mùi tuy rằng không cao, nhưng độ ra cùng nước suối lại có thể kéo dài tuổi thọ, tiêu bệnh mỹ nhan, là thứ tốt nhất đẳng. Cô gái như vậy, anh sủng cũng không kịp. Hắn còn hy vọng loại mùi tử này tốt nhất lại đến một tá. Trương Thanh Minh nghiêm túc nghĩ lại một chút quan hệ giữa mấy huynh mùi, dường như cũng có thể. Hôm trước Bạch Lộ đề nghị mình đi Quảng Châu buôn bán, lúc ấy mình tỏ vẻ đồng ý, cũng giữ chặt bà lão mắng bạch lộ. Hắn ở trong túi sờ một cái, một chồng đại đoàn kết xuất hiện ở trong tay. Tổng cộng 40 tấm, tổng cộng 400 khối, còn có 50 cân phiếu lương thực thông dụng toàn quốc. Lão nương tuy rằng rất keo kiệt, nhưng đối với yêu cầu thật lớn này của mình cơ hồ hữu cầu tất ứng, mình bất quá là cuốn lấy nàng một hồi, lão nương liền nộp súng đầu hàng, đem lộ phí cùng tiền vốn đi quản châu vùng trộm nhét cho mình phải biết rằng 400 đồng chính là một phần ba toàn bộ tiền gửi ngân hàng trong nhà. Ngày hôm qua cùng nguyên thân bạn bè nói chuyện phím đánh trắm thời điểm, Trương Thanh Minh biết được ở thị trấn mua một cái chính thức biên chế cương vị đại khái giá cả cũng chính là 600 khối tả hữu, hơn nữa tạp thất tạp bác tặng lễ, 750 nguyên cũng liền đính thiên. Đương nhiên muốn vào xưởng dệt, giá cả sẽ cao hơn, bởi vì hiện tại chính là niên đại hiệu quả và lợi ích tốt nhất của xưởng dệt, là xí nghiệp cấp phó địa phương cấp bậc hành chính của xưởng trưởng xưởng dệt so với huyện trưởng còn cao hơn nửa cấp, cho nên tiền lương đãi ngộ của công nhân xưởng dệt cao hơn thị trấn không ít. Sở dĩ cha mẹ không vội tiêu tiền tìm cách cho Trương Thanh Minh là bởi vì người trong xưởng đều biết xưởng dệt mới xây trong xưởng Sang năm sẽ chính thức tuyển dụng, con cháu thành phố dệt đương nhiên sẽ ưu tiên tuyển dụng. Kỳ thật trong lòng Trương Thanh Minh cũng rất rõ ràng, lão nương cũng không cho rằng mình có thể tự quản châu kiếm tiền trở về thiên vị mẹ chính là dùng tiền để cho con trai lớn của mình đi phía nam gặp việc đời, giải sầu, sau đó sang năm vào nhà máy làm việc thật tốt. Ai bảo con trai thật lớn của cô vừa mới thất tình chứ? Nghĩ tới đây, Trương Thanh Minh nhe răng. À, ta thiếu chút nữa quên mất mình cư nhiên còn có bạn gái cũ. Rất nhanh hình tượng ký ức của một người phụ nữ xuất hiện trong đầu hắn. Công nhân tạm thời của Sở Điện lực Khu Đông Thành phố, Đào Xuân Chi, bạn cùng lớp của mình ở trường trung học phổ thông con em thành phố Dệt. Nguyên nhân bỏ rơi mình cũng rất đơn giản. Một bạn học năm khác theo đuổi cô là Trình Phú Cường tháng trước được tuyển dụng trong nhà máy, tháng này chuyển sang công việc chính thức, tiền lương hàng tháng là 46 đồng rưỡi. Nghĩ đến bộ dáng và tính cách của Đào Xuân Chi, Trương Thanh Minh bất giác biểu môi, hắn mới không biết người bạn gái cũ này, hơn nữa hắn không có khả năng vào xưởng. Đầu gió của thời đại đã mở rộng, người đời sau đều nói đứng ở đầu gió của thời đại, heo cũng có thể bay lên. Mà hắn ngồi ông một tòa thành làm ngón tay vàng, muốn ở đầu gió một bước lên trời hóa thành công bằng. Phía nam tòa thành thì không người này có một tòa chợ bán sĩ thật lớn, Trương Thanh Minh cưỡi một chiếc lừa điện nhỏ một đường dết tới nơi này. Đi Quảng Châu nhập hàng, nơi nào có tiện lợi và rẻ đến đây. Chợ bán sĩ giống như một thị trấn thu nhỏ. Kho hàng trên lầu dưới lục lọi, anh mất 2 giờ tìm một ít sản phẩm phù hợp với niên đại đặc sắc, bỏ vào mấy cái túi dệt lớn đặt ở đầu đường. Đầu tiên hắn tay không trở về thế giới hiện thực, sau đó mới vào lấy đi những cái túi lớn này. Loại thao tác tương tự như lưu trữ này, có thể làm cho những hàng hóa được hắn thu thập này đổi mới lại ở đây dưới dạng túi dệt. Từ khu sản xuất dệt thành đến vườn hoa công nhân viên chức ở giữa căng tin là nơi mặt đường sạch sẽ nhất, bên ngoài vườn hoa còn có thể ngồi người nơi này lại dựa vào khu trung tâm ký túc xá nữ công nhân, không ít người nhà công nhân không có việc làm sẽ mở một quán nhỏ ở chỗ này kiếm chút tiền lẻ. Người nhà đệ tử giống như Trương Thanh Minh chịu xuất đầu lộ diện đến bày sạp, chỉ có ba người. Người thanh niên sĩ diện, đều cảm thấy mất mặt người này. Ngoài trừ cười hì hì Trương Thanh Minh bên ngoài, mặt khác hai cái có chút ngây ngôn người trẻ tuổi trên quầy hàng bán đều là tương đối cao cấp thượng đồ vật. Một cái bán cặp sách cũ và sách tranh một cái bán tem trương thanh minh trải một lớp vải dệt trên mặt đất sau đó từ trong một cái túi dệt bắt đầu móc đồ ra ngoài để tìm sản phẩm phù hợp với đặc sắc của niên đại này trương thanh minh cũng tốn không ít tâm tư trên hàng hóa bán ra không thể có bất kỳ số điện thoại và chữ quảng cáo nào kiểu dáng còn phải cũ kỹ loại sản phẩm này ở nông thôn đời sau đều rất ít thấy bất quá vận khí của trương thanh minh không tệ bị hắn tìm được vài sản phẩm có niên đại đặc sắc Đầu tiên lấy từ trong túi đang ra là mấy chục cái chậu rửa mặt nhựa dày nặng trong phạm vi hơn một thước, đấy chậu là nguyên ương, long phượng trình tường hoặc là đồ án sông hỉ đỏ, niên đại mười phần. Đỏ, hồng, trắng, xanh, vàng, xanh, sáu loại chậu màu sắc bày lên vải dệt, trên quầy hàng giống như mang lên một cái cầu vồng, các bác trai bác gái tản bộ xung quanh lập tức vây quanh quầy hàng của hắn chật như nêm cối. Nhiều chậu rửa mặt màu hoa như vậy, lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người chậu rửa mặt thập niên 80 lật qua lật lại chỉ có hai màu sắc, hơn nửa màu sắc cũng không hoạt bát, đàn sáng như Trương Thanh Minh lấy ra. Đầu lĩnh chính là một cái nhìn có chút mặt quen bác gái, trong tay nàng cầm ba cái màu sắc chậu rửa mặt, trong mắt cơ hồ phóng ra quan. Là trương gia đại nha tử A. Công nhân viên chức thành phố dệt đều biết chậu rửa mặt nhựa và chậu rửa mặt tráng men ở trong xã cung tiêu từ trước đến nay cung không đủ cầu, mua chậu còn phải phối hợp với hóa đơn chậu rửa mặt nhựa cung cấp tiêu thụ màu sắc không đẹp bằng trước mắt, bề mặt thô ráp không chịu nổi. Nhưng một cái chậu rửa mặt nhựa như vậy thì phải ba đồng phối với 3 cân phiếu lương thực, qua loa thì phải 5 đồng và 5 cân phiếu lương thực. Trương Thanh Minh nhiệt tình chào hỏi. Nếu như là người trong nhà máy mua, chậu là một khối một cái, hai cái một khối 8, ba cái hai khối 5, không cần vé. Vị này nhìn quen mắt bác gái vừa nghe giá này, lập tức sáu cái màu sắc giống nhau bắt một cái, nhanh nhẹn nhét một trương luyện thép công nhân cho trương thanh minh. còn sợ hắn đổi ý ông sáu cái chậu thật nhanh chen ra ngoài. chậu rửa mặt nhựa trương thanh minh tìm được là loại chuyên cung cấp cho tập đoàn lớn nông thôn bán, dày bền lại đẹp mắt, mặt ngoài bóng loáng còn không cạo tay. lúc này mới bán một khối. có người hảo tâm nhắc nhở trương thanh minh một câu. trương đại nha tử, ngươi có phải hay không nhớ lầm giá? chương không ba biết tất cũng điên cuồng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 04 Trương Bạch Lộ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 05 Đi hắn trùng hợp Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 06 làm huynh trưởng kỳ dị niềm vui thú. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Trương Bạch Lộ ca ca thâm bất khả trắc. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 08 Quỷ nghèo, cách ta mùi xa một chút. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét chương không chín làm một cái lớn bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét chương mười tranh mua phong trào bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét